Đây là cái lõi BOA 3 kg cháy cháy. Đây cái quận là bằng nhựa cháy ra, tháo ra cái ít đồng kia tí tẹo. Lõi này công suất thực của nó nhá, được 2,4 kg đấy nhá. Đây là dây nhôm, lõi này công suất thực là 2,4 kg. Mình sẽ quấn lại quận này nhá, tính toán và quấn lại quận này cho các bác xem nhá. Đây dị hết ra 2.400W con này nhá, thực nhá. Biến biến áp tự ngấu, biến biến áp mà mình kích ra nó sẽ khác nhau nha. Tự ngấu là nó sẽ dùng giống kiểu trong liêu á, nó sẽ dùng một phần điện của điện lưới mình vào nhá, và một phần sinh ra đây mà để mà tạo điện áp cao lên á. Chẳng hạn như nó chạy từ đoạn này đến này là 220V, khi điện yếu nó chạy về đằng này thì điện áp nuôi từ đây về đến đây để tạo ra điện áp khỏe nhá, và lấy một phần điện áp của trong điện lưới ra nhá. Rồi ok, để mình quấn lại nhá, tính toán quấn lại nhá. Rồi chào các bạn nhá, hôm nay mình sẽ quấn lại cái biến áp xuyến này bị cháy của con Liwa nhá, 3 kg để mà dùng làm inverter cho cái bộ này, hai bộ mạch này nhá. Bộ mạch này là sóng sinh chuẩn này, cái này cũng vậy. Hai bộ mạch này mình mua trên Shopee, các bạn quan tâm đến thì mình để đường link bên dưới nhá. Hai bộ mạch này, con này là cái biến áp xuyến được 1,2 kg này, con này đo thực tế ra chắc được tầm 1,2,5 2,5 nhá. Rồi mình đo mình quấn nhá, con này khá nặng to này. Làm inverter thì thôi rồi luôn, làm inverter mình làm inverter hệ 36V 36 này. Con này chắc là để 24 trước đó. Chạy con này trước đã. Rồi mình tính toán đo rồi mình quấn nhá. Cái này mình quấn biến áp xuyến nên mình sẽ ở video trước mình có nhá, khá lâu lâu đó. Con này quấn thì khá dễ thôi. Rồi bây giờ mình đo mình quấn nhá. Đây, sau một lúc ngồi tính toán này, cái diện tích này 50,4 này, công suất này 2.540W này. Đây, bây giờ mình tính số vòng dây nhé, nếu mà tính số vòng dây phải chia đôi cái diện tích này ra nhé. Chia đôi cái diện tích này ra thì mới tính được ra số vòng dây nhé. Này, chia đôi ra được 25,2 này,
mình lấy hệ số K của cái lõi này là 33,5 này. Đây cái số vòng dây 33,5 nhân 220V, 220V là cái điện áp mình lấy ra hoặc lấy áp vào cũng được. Vào ra thì vẫn cuối cùng số vòng mới tất nhé. Này. Chia cho 25,2 này bằng 291 vòng. Cũng đúng như luôn ở cái biến áp mà Liên Hoa quấn nhé. Mình tính đúng luôn ạ. Đây, hệ xin chuẩn của mình lấy là hệ 36V. Khi đầy điện áp nó là lên tận 40V nhé. Nhưng mà chia ra thì được 18V thôi nhé. Nhưng mà xin chuẩn 18V để mà quấn cho cái bộ này là 18V nhé. Nhưng mà khi đầy ấy, lên tận 40V ấy, thì mình phải lấy 20V nhé. Đây mình lấy chuẩn 20V luôn. 20V thì được 26 vòng nhé. Nó hơn 26 vòng, 26,5 mình lấy tròn 26 vòng nhé. Còn cái số cỡ dây này nó xấp xỉ bằng 1,6 thôi. Sắp xỉ bằng 1,6 thì mình lấy tròn đúng 1,6 này. Còn cỡ dây mà quấn 220V, à 20V ấy, thì là 5,5 đầu vào đó, của xin chuẩn ấy. Mình lấy 5,5 nhé. Rồi bây giờ mình quấn vào đây. Cỡ dây mình mua sẵn. Đây cỡ dây 1,6 to luôn nhé. Cái này là 1,5 kg này. Quấn chắc không hết đâu, chắc hết tầm 1,3 thôi. Rồi thì mình quấn rồi nhé, giấy lót các thứ rồi quấn lại rồi. Đây quấn đây, tính toán cỡ dây này, tính toán này mình sẽ nói rõ ở cái video mà bữa trước mình đăng nhé. Đây trước mình đăng là nó là cái ở phần này thì bao biến áp là 150W này. Mình tính toán ở đây số vòng chuẩn xác luôn nhé, không lệch số vôn đây nhá. Rồi, giờ mình quấn xong mình sẽ đo dòng như nào, ăn bao nhiêu. Quấn này rất đầu tay nhá. Mỗi ngày quấn mới ít thôi. Ngày chắc tuần mới xong được. Ngày dành thời gian mình quấn giày sọ đây. Vòng đấy. Cái này chắc được 150 vòng đấy. Tiếp tục quấn bằng xong. Đây, sau mấy ngày quấn xong cái biến áp 2,5 kg này, còn thừa một tí dây này. Mua 1,5 kg có dây 1,6 này. Thừa một tí. Cái này thừa tầm 3 lạng nhá. Cái này là quấn vào đây là 1,2 kg. Này tính theo đây này. 291 vòng. Bây giờ mình quấn thêm để làm inverter thì thêm 26 vòng nữa thôi. Đây 26 vòng nữa. Cái dây to nữa. 5 ly ấy, là dây to nhá. Quấn 26 vòng. Đây là ok ạ. Đây bây giờ mình sẽ cắm đầu này với đầu này cho vào 220V xem nó ăn dòng thế nào nhá. Ăn dòng với lại bao nhiêu watt nữa. Quấn. Bây giờ cho keo sơn cách điện nó là ok đấy. Rồi, để mình hàn cái dây vào đây xem cắm và xem nó ăn bao nhiêu watt nhá. Nếu mà ăn nhiều quá thì mình quấn lên thêm nữa. Đấy là chưa đủ ạ. Thường thường đấy là tầm 5W cho đến 10W là ok. Nếu mà quá thì biến áp sẽ nóng nhá. Quá tầm 10W trở lên là biến áp sẽ nóng. Thế thôi. Mình quấn từng vòng một. Không được đều lắm đâu nhưng mà thế này là ok. Không bằng nhà máy quấn đâu. Rồi thì mình đo dòng nhá. Đo dòng với đo watt, bao nhiêu watt nhá. Đang tính đo watt thì đúng hơn. Đây mình vừa mới đấu dây xong. Giờ test chế độ không tải xem nó ăn như nào nhá. Đây cái đồng hồ đo không tải của mình này. Điện 220V. Đấy, biến áp ngày kêu ư. Kêu ư luôn. Đây, hiện tại đang ăn 8,7W này. Ok đấy, 8,7W là ok đấy. 0,06A. Ok đó, biến áp này mình đã quấn thành công rồi đó nhá. Không ăn dòng cao nhá. Quá 10W là mình phải quấn lên thêm mấy vòng rồi đó. Nhưng mà cái này ok đó. Quá chuẩn luôn đấy. 8W này.
nó dao động tầm 8W đến 9W đổ lại là ok. Là cái biến áp này sẽ không nóng nhá. Các bạn có thể cắm cả ngày, nó chỉ hơi ấm ấm ở bên ngoài thôi, nó chả nóng rồi. Tầm này á, nếu mà không tải ấy. Ok. Mình đã quấn xong biến áp này nha, thành công nhá. Bây giờ quấn thêm cái cuộn bên ngoài nữa là làm inverter nhá. Sau mình sẽ, nếu làm inverter mình sẽ quay cho bạn xem cái cuộn này nhá, đặt công suất như nào nhá. Sợ cái bình pin mình không đủ để mà nuôi cho bộ này đâu. Rồi, ok. Chào các bạn nhá.